nhiêu mà em đã tưởng tượng được mình sẽ làm được thì em mới nhận. Nên là em nghĩ cái nhân vật này nó rất là... Có nghĩa là từ em chưa 18 cho đến nay là chỉ đã được nhận một cái phim này chỉ có tập trung vào một cái mình em nên cũng như là em mới là người tâm em không muốn vội vàng một cái chuyện gì hết, tại vì em còn rất là nhỏ, em còn thời gian để em học. Em trong cái thời gian em nghĩ em học rất là nhiều, em ngày nào cũng đi học hết, học diễn, học ra, học đủ thứ hết, nên là em nghĩ là ngừng thì cũng không sao, chậm mà chắc. Thế Ly ơi, em có thể chia sẻ thêm một chút xíu về cái việc mà em học Kung Fu hoặc là Ballet trong cái phim này không? Tức là nó sẽ có những cảnh hành động nào của em không? Không biết em có được đó hay không, nhưng mà em chỉ biết là mọi người, cái đó nó sẽ là cái phần rất là đặc biệt trong cái phim này. Tại vì bữa giờ là em tập cái phần đó rất là lâu. Tại vì võ thì nó phải, mình phải đúng cái động tác, còn Ballet cũng như đúng cái động tác đó, mà mình phải nghiêm túc với nó, mình phải như một con thiên nga. Võ thì giống như một con hổ với một con báo, hai cái nó hoàn toàn khác với nhau. Em có gặp chấn thương gì không? Thì có, em bị bữa em phải đi chụp đầu gối em, sau đó em bị chấn thương mắt cá, sau em mới băng chân, giờ không cho tập cái chân, chỉ được tập cái chân thôi. Chị muốn hỏi một chút là sau